Hân Hỷ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, có người sướng từ trong trứng nước, cũng có người phải trải qua đủ mọi thử thách mới gặt hái thành công. Tử vi học có nói, có những con giáp cũng được trời ban may mắn trong từng giai đoạn. Trong khoảng 3 năm sắp tới, cuộc sống của những con giáp này sẽ chuyển biến tích cực, họ sẽ gặp được quý nhân giúp cuộc sống ngày càng giàu có, thịnh vượng. Vậy những con giáp may mắn có cơ hội phát tài, lội ngược dòng ngoạn mục trong 3 năm tới là con giáp nào? Xin mời quý vị theo dõi trong video ngay sau đây. 1. Tuổi Thân. Trời sinh tuổi Thân là những người hiền lành, siêng năng, luôn biết phấn đấu trong cuộc sống và không từ bỏ mọi cơ hội nào để có thể gặt hái được nhiều thành công. Người tuổi Thân không phải là con giáp ngồi chờ thời, mà họ luôn biết nỗ lực cố gắng, tìm hỏi học hỏi nhiều ngành nghề để nâng cao bản thân mình. Tử vi học có nói, tuy rằng tuổi Thân không mưu cầu sự giàu có, vinh hoa phú quý, nhưng họ lại được trời ban nhiều phúc đức. Ngày trước khó khăn thế nào không biết, nhưng trong 3 năm tới, tuổi Thân sẽ được chiếu cố nồng hậu từ tài vận đến sự nghiệp. Đặc biệt trong khoảng thời gian này, tuổi Thân sẽ gặp được quý nhân, người này đưa đường dẫn lối, giúp tuổi Thân giải quyết những khó khăn trước mắt, sau đó tạo điều kiện để họ phát triển sự nghiệp, kéo theo tài vận dồi dào, bất kể làm việc gì cũng thành công tốt đẹp. Nhìn chung, cuộc sống hậu vận của tuổi Thân sẽ viên mãn đủ đầy. 2. Tuổi Dậu. Tuổi Dậu là những con người rất giỏi vượt qua thử thách trong cuộc sống. Cách cư xử khéo léo, họ hiểu rõ khả năng của mình. Nói chuyện tuy nhanh nhưng đều là khẩu xà tâm Phật, bụng dạ không hề xấu. Trong công việc cần cẩn trọng hơn, của cải không ít, lợi nhuận thu được sẽ nhiều hơn những gì bỏ ra. Trong khoảng thời gian 3 đến 5 năm tới chính là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của người tuổi Dậu. Nữ tuổi Dậu rất mạnh mẽ, nếu có thể nắm được ngày tam hợp trong số mệnh thì nhất định tương lai sẽ tươi sáng. 2 năm sau, những người tuổi Dậu sẽ có chuyện vui trong gia đình, không phải chuyện cưới hỏi thì là chuyện con cái. Hạnh phúc trong cuộc sống cũng chỉ cần như vậy mà thôi. Viễn cảnh tương lai trong 3 năm tới của người cầm tinh con gà vô cùng tươi sáng. Bạn sẽ tạo ra kỳ tích vượt quá sức tưởng tượng của chính mình. Dưới sự soi đường dẫn lối của hàng loạt quý nhân, tin vui cả về sự nghiệp và tình duyên cùng lúc đến với bạn. Tài lộc chỉ tăng không giảm. Người tuổi Dậu có thể tích lũy khoản vốn kha khá trong 2 năm đầu, tính từ năm Bính Thân. Công danh sự nghiệp cũng được thăng hoa, không thăng chức thì cũng tăng lương ầm ầm. Mọi sự thuận lợi cầu được ước thấy. Đây là một con giáp sẽ giàu sổ trong vòng 5 năm nữa. 3. Tuổi Thìn. Người tuổi Thìn được biết đến là có số mệnh phú quý và quyền lực. Khi sinh ra, không phải người tuổi Thìn nào cũng có cuộc sống êm đềm. Đó là cách ông trời thử thách họ xem cuộc sống của họ có vương giả về sau hay không. Vậy nên nếu gặp khó khăn, bạn cũng chớ nản chí. Sau khi vượt qua được những sóng gió, họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Người tuổi Thìn có tính cách liều lĩnh, mạnh mẽ và chấp nhận mất mát. Miễn sao đạt được thành công thì hy sinh bao nhiêu họ cũng chịu. Những trắc trở sẽ qua đi, 3 năm tới Thìn sẽ gặp nhiều may mắn hơn, nhất là với người làm kinh doanh
hoặc đầu tư sẽ có cơ hội đổi đời. Một khi tài vận dồi dào, tuổi Thìn không phải phiền não về cuộc sống. Bên cạnh đó, vận may sẽ giúp sự nghiệp tuổi Thìn không những vững chắc ổn định mà gia đình còn êm ấm hạnh phúc. 4. Tuổi Tuất. Người tuổi Tuất vốn thông minh, biết lắng nghe, thấu hiểu nên trí tuệ của họ luôn khiến cho mọi người ngưỡng mộ. Họ biết dùng sự khôn ngoan của mình để kiếm tiền. Những năm tới, cơ hội kiếm tiền mở ra trước mặt họ mỗi lúc một nhiều, nên họ chớp được thời cơ đổi vận nhanh chóng. Người tuổi Tuất có tính cách độc lập, tự chủ, luôn biết rõ mình muốn gì, cần gì và làm mọi thứ một cách cẩn trọng. Có những thứ người khác xem nhẹ thì Tuất vẫn được tin tưởng đi theo con đường mình đã chọn. 5. Tuổi Dần. Người tuổi Dần có lòng quyết tâm khiến nhiều người nể phục. Họ không sợ vất vả mà luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách to lớn mà vẫn luôn chờ có cơ hội để bứt phá. Nhiều người tuổi Dần đang phải loay hoay với cuộc sống hiện tại, nhưng dự báo 3 năm tới họ sẽ làm được những việc lớn lao. Chỉ cần Dần duy trì được sự quyết tâm, không ngừng nỗ lực phấn đấu trong mọi hoàn cảnh để đạt được thành công, thì những năm tới Dần sẽ vô cùng rực rỡ. 3 năm tới đây, Dần có nhiều may mắn hơn, giúp họ lần lượt thoát khỏi vòng luẩn quẩn trước đây. Nếu biết chớp lấy thời cơ này, việc đổi đời là không khó. Quý vị thân mến, tài vận và vận may về tài lộc của một người có thể được cải tạo bởi phong thủy. Nếu muốn thu hút tiền bạc, giữ vận may của mình, quý vị hãy thử áp dụng một số mẹo phong thủy phổ biến nhất sau đây. Xin mời quý vị theo dõi. 1. Tìm hướng sinh khí để tăng tài vận. Sinh khí là hướng tốt lành cho sự may mắn giàu có, tăng vận may tài lộc và thu hút tiền tài. Hướng la bàn này là nơi sự giàu có đến với bạn. Bằng cách sử dụng một vài công cụ phong thủy, bạn có thể xác định vị trí của tài sản cá nhân và hướng may mắn thịnh vượng. Trong ngôi nhà, hướng sinh khí là hướng từ cửa chính đi vào. Sinh khí sẽ đi từ trước ra sau. Một khi bạn kích hoạt lĩnh vực này trong nhà hoặc văn phòng của mình, sự giàu có sẽ được thu hút vào cuộc sống của bạn. Khi bạn biết hướng đi của sinh khí, bạn phải đảm bảo rằng bạn tận dụng được những ảnh hưởng của nó. Để tăng vận may về tài lộc, hãy làm theo một số quy tắc bao gồm: đặt bàn của bạn sao cho bạn quay mặt về hướng sinh khí của bạn khi làm việc. Đứng hoặc ngồi quay mặt về hướng này bất cứ khi nào đàm phán, phỏng vấn xin việc hoặc thăng chức, hoặc thực hiện một lớp học hoặc bài thuyết trình. Ngủ với đầu của bạn hướng về hướng này. Khi ăn nên ngồi quay mặt về hướng này. 2. Ưu tiên hướng đông nam để đón tài lộc vào nhà. Hướng la bàn về phía đông nam là khu vực cho sự giàu có. Bạn có thể làm một số điều để đảm bảo rằng bạn đang tận dụng tối đa nguồn năng lượng này. Đặt một bức tượng thuyền chở vàng chứa đầy các thỏi vàng và tiền xu phong thủy. Đặt con tàu của bạn để nó đi hướng vào nhà bạn. Không bao giờ được đặt thuyền chở vàng hướng ra ngoài. Tránh chọn tàu chiến. Thay vào đó hãy đi thuyền buồm hoặc tàu không mang vũ khí như đại bác. Đây được coi là những mũi tên độc. Sử dụng yếu tố phong thủy thuộc hành mộc cho lĩnh vực này để thu hút sự giàu có hơn và tăng vận may tài lộc vào cuộc sống của bạn.
thêm đồ nội thất bằng gỗ, đồ vật trang trí bằng gỗ và đồ vật nghệ thuật. Đặt một vài chậu cây phong thủy trong khu vực này, đảm bảo lá không nhọn hoặc có gai như xương rồng, tạo ra các mũi tên độc. Thường xuyên chăm sóc cây, chỉ giữ lại những cây khỏe mạnh, loại bỏ lá chết hoặc hoa nở đã tàn và thay thế những cây sắp chết bằng những cây khỏe mạnh. Thêm một đài phun nước hoặc thác nước phong thủy vào khu vực này để bổ sung hành thủy. Nước phải luôn chảy vào trong và không bao giờ chảy ra cửa. Bạn có thể sử dụng bể cá để tăng cường năng lượng thủy. Thủy tượng trưng cho sự dồi dào và tiền bạc. Đây cũng là một mẹo tăng vận may tài lộc và mẹo thu hút tiền tài vào nhà được các phong thủy sư thường sử dụng. Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng các quy tắc phong thủy về số lượng và màu sắc của cá. Một cách tăng tài lộc trong nhà và thu hút tài lộc ngay lập tức khác theo phong thủy là sử dụng bùa may mắn tài lộc. Treo một sâu tiền xu ngũ đế được thắt bằng một nút thắt cát tường đỏ, có thể được đặt trên bàn hoặc bàn làm việc. Màu sắc là một cách khác để đại diện cho cả hành mộc và hành thủy. Các màu bạn có thể sử dụng ở hướng đông nam để thu hút tài lộc vào nhà, bao gồm xanh lam, xanh lá cây. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là những cách tăng vận may tài lộc và thu hút tiền tài theo phong thủy. Hy vọng những cách này sẽ giúp bạn luôn có một cuộc sống sung túc, đầy đủ và kinh doanh thuận lợi. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video. Phú Quý Tài Lộc sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.